trời ơi, cái đường đất này đi mà mưa thì không biết sao ra luôn á. Cái này mưa là phải giật bồ xe ra luôn á. Được giờ may giờ trời nắng nhưng mà vô tới nơi luôn. Không biết chút nữa ra nó có bị mưa không đây. Tại miền Tây nó đang mùa mưa. Ôi trời ơi, cái đường khó đi. Quay đoàn vậy thôi, đường khó đi quá. Đây này cả nhà, tìm được cái nhà nằm tuốt trong trong hẻm, trong hốc luôn. Tìm khó muốn chết luôn á. Cái đường nó nằm, cái nhà nó nằm giữa vườn, giữa cái vườn á, tìm muốn chết luôn. Đây tới nhà hoàn cảnh khó khăn gọi cho Thảo đây. Ôi cô lang chó giùm con cái cô. Ăn chó cho cô. Dạ, chào cô. À, chào anh. À, anh là cái người mà gọi điện mà nhờ giúp đỡ giùm đó phải không? Dạ, anh bị ung thư máu hả? Dạ. Dạ, rồi vậy thôi em anh vô tìm trúng nhà rồi đó. À, mọi người đi đâu hết rồi anh? Dạ, mọi người đi mấy anh ổng thấy đám thì ổng đi lên chợ. Ai? Lên chơi hả? Dạ, đám tang. À. Có bà con gì không? Dạ, cũng ở sớm. Dạ. Thảo quay cái nhà của anh Bạc. Cái nhà này là nhà tình nghĩa năm 2018 của công đoàn của xã hội. Nhà này người ta mới tặng. Bên dưới là cái nhà dưới. Chào cả nhà, hôm nay Thảo đi về Vĩnh Long ghé thăm gia đình của chú ở đây. Thì Thảo nghe thông tin sơ sơ về gia đình của chú thì bị ảnh hưởng của chất độc hóa học từ cái thời chiến tranh. Rồi bây giờ những cái người con của chú cũng tương tự như vậy. Mấy anh đều bị hết, có được người con út thì lành lặn không có bị gì, nhưng mà đột ngột cái là lại bị ung thư máu. Thì coi như là toàn bộ gia đình bây giờ là không có còn ai lành lặn để mà lo kinh tế cho gia đình hết á. Cho nên là hôm nay Thảo ghé thăm để chia sẻ cái hoàn cảnh này lên để nhờ quý nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho gia đình một chút ít. Bây giờ Thảo hỏi thăm chú ơi, chú cho con hỏi thăm, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết nữa. Dạ, chú bị bệnh hả anh hả? Dạ. Bây giờ có mình anh con út là tỉnh táo thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà anh là anh bị bệnh. Dạ. Anh cũng bị bệnh máu. Dạ. Anh là bị bệnh gì? Dạ em bị bệnh bạch cầu mạng nhồng tỷ. Dạ, là cái đó là bệnh ung thư máu. Tức là ung thư máu hả? Dạ. Máu đó là máu trắng hả? Dạ. Dạ. Anh bị bao lâu rồi? Dạ hôm nay em bị nữa cũng 13 năm rồi. 13 năm? Dạ. Dạ. Trong suốt quá trình đó là chạy chữa chắc cũng phải tốn kém dữ lắm hả? Tốn kém dữ lắm. Cái đó là mình có bảo hiểm không anh? Dạ em có bảo hiểm. Bảo hiểm thanh toán cho mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ trước đây thì cũng có lúc là 95%, còn có lúc là sau này bảo hiểm làm lại cho em đó là 100%. Thì tốn tiền xe, tiền cồ đi lại với tiền mua thuốc ngoài thôi đúng không? Dạ. Cồ ăn uống rồi lại mua thuốc bên ngoài. Anh là con út trong nhà hả? Dạ em con út. Trước đây là anh đi làm mà lo cho cả gia đình luôn phải không? Dạ. Dạ. Rồi hai cái người bên này là anh của anh hả? Dạ. Hai anh này là anh cũng đều bị bệnh hả? Em thấy dạ. Hai anh cũng đều bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Wow. Dạ. Là cả nhà là tới ba người bị luôn hả? Dạ. Ừ. Vậy là chú là bị mới đây hay là bị từ hồi còn trẻ chú? Dạ. Đi bằng cỏ hả? Bà bị không anh rồi cô đi, cô là vợ của chú hả? Dạ. Dạ rồi chú bị từ lúc nào cô? Ông bị rồi lập gia đình là bị hả hay là bị trước khi lập gia đình?
Ông bị cũng trước rồi. Bị trước nữa hả? Nhưng mà nhẹ rồi giờ tới bị nhiều. À sau này mới bị nặng. À nhưng mà sinh ra tới mấy người bị vậy rồi mà cũng cũng dám sinh vậy đó hả? Cũng vậy. Lúc sinh ra là mấy anh này bị hết rồi hả cô? Bị hết rồi. À. Ừ. Anh đầu là năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh ơi, anh thứ ba anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Không biết luôn. Có biết tên không? Anh biết anh tên gì không? Anh tên gì vậy? Ngân. Tên Ngân hả? Ừ. Tên gì Ngân? Tên gì Ngân anh? Nguyễn Văn Ngân. Nguyễn Văn Ngân. Dạ. Mẫn biết tuổi luôn. Không biết tuổi. Không biết luôn. Rồi đến cái anh thứ tư là anh tên gì? Điền. Tên Điền hả? Thiền. Thiền hả? Tên gì? Tiền. Tiền. Dạ. À tên Tiền. Tên gì Tiền anh nhỉ? Nguyễn Văn Tiền. À Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Rồi anh là anh tên gì? Em tên Nguyễn Văn Bạc. Tiền Bạc hả? Dạ. À, nhưng mà cái này phải đi chung với nhau chứ còn tách riêng ra là khổ lắm luôn á. Ừ. À rồi anh lập gia đình chưa? Anh Bạc lập gia đình chưa? Dạ em lập gia đình rồi em. Rồi vợ anh đâu em thấy? Vợ em thì đi làm công ty á. Đi làm công nhân á hả? Công nhân á. À làm rồi tối về hả anh? Dạ làm rồi tới tuần cuối tuần vợ em mới về anh. À cuối tuần mới về? Dạ. À rồi làm ở đâu xa không anh chị á? Dạ đây lên trên đó cũng xa anh, làm trên tỉnh á. Có lên đó có khoảng... Trên tỉnh Vĩnh Long á hả? Dạ có khoảng gần 35 cây số. Ồ sao đi làm xa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi anh chị có bé nào chưa? Dạ em có hai bé. Bé lớn của em là được 13 tuổi. Dạ. Bé nhỏ của em là được 5 tuổi. Ồ. Dạ. Rồi hai bé có còn được đi học không anh? Dạ bé lớn thì cũng còn đi học. Ừ. Còn bé nhỏ thì nhà trường cho ngưng. À ngưng dịch ha. Dịch. Dạ. Dạ. Rồi bé lớn là bây giờ đi học rồi ha. Dạ. Dạ. Thì ồ rồi suốt bao nhiêu năm anh bị vậy thì toàn vợ lo hả? Dạ, toàn vợ anh lo hả? Suốt thời gian em bị thì em thời điểm đó em còn sức khỏe á, dạ. Thì em còn đi làm để em lo. Rồi bao nhiêu bao lâu rồi là anh không có đi làm được? Có khoảng gần 2 năm nay rồi. 2 năm nay là ở nhà. Dạ, em ở nhà. Rồi là vợ lo không? Dạ vợ lo. Ồ. Vợ lo hết. Hay vậy, chị vậy mà còn chịu cực ghê ha. Dạ. Ừ, đi làm chị đi làm công nhân được 5 triệu tháng không anh? Dạ nếu mà không tăng ca là không tới anh. À. Chừng khoảng 4 triệu hoặc 4 triệu 2 trở lại. Rồi làm đem về hết lo cho gia đình bên chồng. Dạ. Ồ cũng được á hả? Dạ em làm mua thuốc cho em uống. À làm mua thuốc cho anh không á? Dạ. Ừ. Mà không đủ chi tiêu. Tại thuốc của em nó mỗi tháng là gần 3 triệu. Tháng là 3 triệu tiền thuốc. Dạ mua thuốc ở ngoài. Ồ. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mà chị đi có nhà mình có mình chị đi làm mình lo thuốc cho anh rồi tiền đâu mà sinh hoạt cả nhà đây tiền đâu sinh hoạt là cũng như là mẹ em cũng trước đây cũng có đi chùa á. Ừ. Chùa cho gạo lâu lâu gì đó. À chùa cho gạo ăn thôi chứ có tiền mua đồ ăn đồ đâu. Còn đồ ăn thì tiền có nhà nước hỗ trợ tiền của cha em. À chú là bị chất độc hóa học ha. Chất độc hóa học đó. Dạ chú là tháng được nhiêu anh? Dạ, cũng được 720 anh. Có 720 thôi vậy đó hả? Dạ. Ồ, ừ. Vậy là cũng ít chứ đâu có nhiều. Đó, lấy tiền đó mình mua đồ ăn. Ừ. Rồi hai anh có không? Hai cái dạ, người anh nè. Hai anh của em không có anh. À, cũng bị chất độc vẫn có hả? Dạ, bị cũng nhẹ hơn cha của em á. Nhẹ gì đâu, thấy khờ dữ vậy mà bị nhẹ rồi. Vậy mà ở ngoài xã không có chấp nhận. À, dạ. Trời ơi. Rồi có hai anh có đi làm gì không anh? Đi chùa. Đi chùa hả? À, gánh đi chùa mất người cho tên thì lợp á, làm á. À làm lợp lại tôn cho chùa vậy thôi. À cho nhà. À dạ. À chùa cho tôn lợp nhà mình á hả? À, đúng chùa rồi. À, à đây anh kể nè. Chùa cho đó hả? Dạ. Hai đứa ở đụng. Dạ. Đụng hết trơn nhưng mà. Cho lâu chưa? Lâu rồi chứ. Cũng đụng hết rồi. Dạ. Rồi hai anh không có đi làm gì được ha? Không chùa đi làm gì mần quả, mần cỏ. À đi mần công cỏ hả? Mần nhổ cỏ cho chùa được ha? Nhổ cho chùa. Rồi chùa cho gạo ăn? Gạo. Dạ. Ờ trời ơi. Ừ, hai anh này tính ra là phải gần 40 tuổi đấy chứ. Ba mấy gần 40 rồi đúng không? Em đoán vậy đó. Dạ. Ừ. À vậy rồi đó hả? Trời ơi. Rồi. Dạ thưa chú.
Dạ trời ơi, đây con gái út đây hả? Gái á. Rồi con của anh Bạc đó. Là cha kìa. Trời ơi, mới ngủ dậy đây, cái vậy. Mặt kìa. Để cha kìa. Đây còn cô thì bây giờ cô đi làm gì cô? Cũng đi trồng rau, trồng dòng đó. Trong vườn vậy đó hả? Trong vườn á thì bán. Dạ, rồi lo cho cả nhà vậy đó. Cả nhà. Rồi bữa nào đi bắt ốc, bắt cua vậy đó. À con nghe anh Bạc nói là đi bắt cua, bắt cá rồi kiếm đồ ăn bắt vậy cá, đó hả? Bắt cá rồi kiếm đồ ăn thêm, đi đặt đú á. À, cô đi mình hả? Đi mình vòng vòng xẻo hả? Dạ, cô dạ. Cho con hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mấy tuổi rồi. 65 chưa? 62. 62. Cho con hỏi thăm cô tên gì được không? Cô nói đi. Tên bé Năm. Cô tên là gì bé Năm cô? Tên bé. Cô tên gì bé cô? Họ và tên á. Họ hả? Dạ. Ngô Thị Năm. Ngô Thị Năm. Dạ, 62 tuổi rồi. 62 tuổi. Bây giờ là đi mò cua bắt ốc rồi. Đi mò rồi hay gao ở trên cũng đi bán gì đó. Đi bán hay là mua về làm về ăn thôi? Đi bán mua đồ ăn vậy. Dạ. Rồi. Hồi nãy Thảo vô thì nói nghe nói nhà mình mới được cho cái nhà tình thương đó phải không? Dạ. Dạ. Là hồi xưa là nó xuống cấp quá và họ cho tình thương hả? Dạ, nhà em xưa xuống cấp lắm. Dạ. Nhà cũng nhà con cột kê này kia đó, sau này về mẹ em rồi đó, ông ngoại ông dạ. Có ông ngoại đi bộ đội đó. Dạ. Là nhạc sĩ đó. Và họ cho tình cho dạ, cái nhà cho tình thương. Thương năm nay cũng 4 năm cho. Dạ. Mà sao nhà mình tới ba người bị chất độc hóa học mà có được mình chủ được chế độ thôi vậy? Sao cũng làm giấy à? Cũng làm giấy, làm mà, giấy cũng mà không được. Tỉnh, mà không được. Không được. Trời ơi sao mà chất độc kiểu này vẫn được ta? Cũng lên chỉnh mà đi gãy cái chú ngồi ghế đi chú. Dạ. Ghế đi. À ngồi mà giường nó yếu. Ừ giường. Lên không được. Không được hả cô hả? Họ trả hồ sơ về ha. Trả hồ sơ. Mà được có mình chú có 700 mấy vậy thôi. Dạ. Ôi ôi. Gia đình này quá khổ vậy mà. Con gái là mấy tuổi rồi? Dạ con 4 tuổi. Con 4 tuổi hả? Giỏi vậy. Ừ, con đi học chưa? Dạ chưa, cô cho nghỉ mai cô mới gọi lại cho con đi học. Con có thích đi học không? Dạ thích. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con đi làm ở trên chợ, nó ở trên chợ lát rồi mẹ mới về. Vậy hả? Mẹ đi làm để kiếm tiền mua thuốc cho cha đúng không? Dạ, còn mua sữa nữa. Trời ơi, ngoan dữ, nói nhanh miệng quá hả? Nhưng mà chú Thảo chưa biết con tên gì nha. Là Bảo Trân. Bảo Trân. Bảo Trân 4 tuổi. Trời ơi, ngoan dữ. Anh Hai đi học rồi hả con? Dạ, anh Hai còn đi học mà anh Hai chưa có về. Rồi ba bị gì mà tóc đâu hết rồi ta? Ba kìa, ba con kìa. Cha con kìa. Cha con bị mẹ cạo trùm lóc. Mẹ cạo trùm lóc. Nghe nói uống thuốc vô nó dị ứng cho nên phải cạo cái tóc để cho nó đỡ ngứa. Làm em ngứa đầu quá. Ngứa đầu rồi cho nên em phải cạo bớt tóc đi nó thoáng. Trời ơi, cái hoàn cảnh gia đình này là quá trời là khó khăn luôn á. Bây giờ là trong gia đình thì ngoài cái kinh tế chính là của chị đi làm công nhân vậy thôi, cũng đâu có còn cái nguồn thu nào khác hả? Ngoài trừ cái tiền trợ cấp của ba được, của cha là được mấy trăm đó vậy thôi. Cũng không còn là nguồn nào khác hết trơn. Dạ. Quá là khó khăn luôn. Ngủ nóng không vậy con gái? Dạ. Hồi nãy con ngủ ngon không? Dạ ngon. Sáng giờ con ăn cơm chưa? Dạ con ăn cơm rồi, hồi sáng con ăn cơm với cá kho. Bà nội đi kiếm hả? Dạ bà nội bác Tư dạy đú á. Bác Tư đi dạy đú. Bác Tư biết dạy đú kiếm cá cho con kìa. Dạ. Được nhiều con cá luôn. con có ước mơ gì không? Dạ có. Con nói đi. Ước mơ là vậy. Con làm gì? Dạ con làm bác sĩ nuôi cha để chích thuốc cho cha mau hết bệnh. Trời ơi, nghe nó sẽ đau lòng vậy đó hả? Mong muốn là con được làm bác sĩ, con chích thuốc cho ba hết cha hết bệnh. Để cha sống lâu với con ha. Cha đi làm, cha kiếm tiền, cha lo lại cho con ha. Dạ, rồi cha nuôi con. Đi làm bác sĩ rồi mà sao đời cha nuôi chi nữa.
Cưng dữ. Cha nuôi thì con có mới biết được đâu. Thì cha nuôi, cha mẹ nuôi. Ừ, trời ơi, lanh mồm lanh miệng ghê. Cha mẹ hết bệnh mới được nuôi con, được sống con. Đúng rồi, giỏi, ngoan á. Rồi cô nhà mình về có hộ nghèo không cô? Anh nhà mình có hộ nghèo không? Dạ có, anh nhà em có hộ nghèo. Có hộ nghèo luôn hả? Dạ. Anh có giấy tờ gì? Rồi nghe nói anh có cái bành nữa, rồi sao cho em coi cái bình án của anh cái này. Dạ cho em. Dạ đây dạ. Em mượn cái em à đây cái hộ nghèo này. Gia đình mình là chú là Nguyễn Văn Tửu anh hả? Dạ. Chú dạ. Là chú Nguyễn Văn Tửu hả chú? Ừ. Dạ. Chú Tửu. Tự sinh năm 1957, đây có cái hộ nghèo của gia đình. Đó, giấy chứng nhận hộ nghèo. Đây em gửi lại cho anh. Dạ. Dạ. Đây là cái giấy hẹn tái khám này hả? Anh khám dạ. Ở Chà Rầy hả? Dạ em khám ở Chà Rầy. Anh Bạc này, Nguyễn Văn Bạc ở địa chỉ là xã Bình Ninh, yeah. Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Anh năm nay 34 tuổi rồi phải không? Dạ. Yeah. Chẩn đoán thì người ta chẩn đoán bị bệnh bạch cầu vàng tụy mạng. Yeah. Cái này là một dạng của ung thư hả anh hả? Dạ, dạng ung thư. Đây, thảo khai cái tờ bệnh của anh này. Bạch cầu vàng tụy mạng. Dương tính là có nghĩa là cái bành đó đó. Đây em gửi lại cho anh. Dạ. Yeah. Rồi là cái đó là mỗi hàng tháng là mình đi Chà Rầy lấy thuốc hả anh? Dạ hàng tháng là em phải đi lấy thuốc anh. Đi mình hả? Dạ lúc trước thì em đi một mình. Mà sau đúng. Này là mỗi lần đi như vậy là em phải có người đưa thân theo để đi cùng em. Ừ. Tại vì hai cái chân em đi xa nó không được. Dạ. Dạ. Ừ. Nó đi xa nó là em đi không có nổi. Ồ vậy hả? Nó giống như là nó bị thiếu máu hay sao đó em. Đi làm sao mà. Cho em hỏi là từ trước thì anh làm gì? Trước khi anh bị bệnh là anh làm cái gì? Trước khi em bị bệnh thì em cũng đi làm công nhân. Hai vợ chồng đều làm công nhân. Làm công nhân nhỉ. Rồi anh ở riêng hay sao? Dạ đi làm thì em cũng ở mướn nhà trọ vậy thôi, nhà trọ vậy đó. Là lúc đó là ba mẹ là ở sống riêng. Dạ, anh sống, riêng sống em thì vợ chồng em thì ở trên Bình Dương á. Dạ. Dạ. Còn ba mẹ thì ở này lâu lâu rồi cho em lâu lâu mới về. Thì lúc trước thì có nghĩa là nhà thì có cha với mẹ với hai cái người anh thôi ha. Dạ. Anh là sống riêng. Dạ. Con anh là anh lúc đó anh gửi cho ông. Dạ. Bà hay là dạ gửi cho ông bà nội. Rồi bên ngoài của bé là ở đâu anh? Dạ bên ngoài của bé là ở Đồng Tháp á. Đồng Tháp hả? Dạ. Con có khi nào về ngoài không con gái? Dạ dạ có mà con về không mà con ở trên lại năm trước rồi con mới về quê nè. Mà cha trồng bông mất đi, trồng cây này rồi cây hoa cây mai nữa. Trời ơi nói hỏi cái là nói quá trời luôn á. Cưng già hỏi cái là nói chuyện quá trời luôn á. Anh Bạc ơi, thôi hôm nay Thảo ghé thăm gia đình á ha. Thì có một cái chút quà của một cái nhà hảo tâm ở bên Mỹ á gửi cho gia đình. Biếu cho anh để anh có chút tiền để mà lo cho bệnh tật ha. Tại vì lần đầu tiên Thảo ghé thì cũng chưa có nhiều đâu. Còn có một chút quà thôi. Thì nếu mà ví dụ có duyên có được sự chia sẻ từ nhà hảo tâm á thì em trở lại thăm gia đình ha. Còn trước mắt thì đây là có cái số tiền 100 đô của ba anh em để Thảo quay rồi thì đưa cho anh ha. Cụ thể là có ba anh em Nguyễn Nicholai, Nguyễn Nhật Nathan và Nguyễn Như Nomen. Ba anh em này ở bên Florida của Mỹ á. Tặng 100 đô là được 2.340.000 đồng. Đó, cho anh để có tiền mà lo thuốc men. Đây, anh cũng anh cầm đi, anh cầm đi. Cảm ơn ba anh em. Ba anh em rồi ở bên Mỹ á giúp đỡ cho em có một ít tiền để em đi điều trị bệnh. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, anh có coi giùm em có phải đủ 2.340.000 không? Đó, coi giùm em cái. Đủ chứ anh? Dạ, đủ rồi anh. Rồi, đủ rồi ha. Rồi, vậy thôi anh giữ đi, cất đi. Em chúc anh, ba anh em là cũng được nhiều sức khỏe. May
luôn làm ăn phát đạt để có giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, dạ. Ừ, rồi vậy thôi, em thăm gia đình cái thôi em đi. Rồi thôi con chào chú ha. Dạ, thấy chú ít nói quá à cô ha. Dạ. À, vậy hả, cho chú bị bệnh cho nên chú ít nói. Con gái tới đây chú Thảo cho bánh con này. Dạ. À, trời ơi, ngoan quá cho nên là chú Thảo không có gì hết á. Chú Thảo đi làm có được cái này nè. Mang theo luôn. Dạ con. Cảm ơn chú. Giỏi. Nè cho con. Dạ cảm ơn chú. Rồi con ăn đi nha. Dạ. Cưng quá trời á. Con cho bé xé luôn, cho xé cho con này. Nhé con nha. Con không biết ăn cái này mà con ơi không thấy ăn luôn, thèm luôn.